Đây sau khi mình mới vừa gã xong cái nồi của con chiếc 150 ha, của anh chủ xe đang ngồi. Xe này có làm đâu rồi nhưng mà làm không có vô, qua bên mình làm lại nha anh em. Đó. Xe này có đi bố đồ chơi rồi nè, bố Cozy ha, nhưng mà chạy chủ xe nó giờ nó yếu quá, nó hết cái bốc rồi. Rồi qua bên mình làm lại sắt nè, sắt bố với lại lò xo ha, để xíu mình thay cái lò xo theo bà bên mình luôn. Nhưng mà anh em chạy tình trạng mà trên mưa nó hay bị giọng á, nó bị cái lỗi này nè. Anh cho anh em xem thử nha. Đó. Nó rơ rồi. Nó lại bị giọng á, nó kêu cọc 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 đây nè. Đó, thấy không? Quá rơ rồi. Đổi đầu mình thuyết phục mình trị luôn cái lỗi này luôn ha. Cảm ơn anh em đã xem clip nha. Đây, sau khi mình mới vừa lại xong cái nồi cho con chiếc 150 nha. Xe này chạy tuột nồi rồi, banh hết bố lại rồi. Rồi anh chủ xe đây, nên mình mới gì làm lại nghe không ha. Nghe không đây. Bây giờ mình thay bốn cái lò xo cho các bài bên mình nha, chạy nó bốc. Rồi lá bố đó, lá sắt theo bên mình luôn ha. Chứ lại xe 150 anh em mày hay nghe tiếng mà kinh kinh á, nó giọng cái nồi á là do cái này nè. Đó, mình mới về làm cái lỗi này luôn nha, mình chỉ cái lỗi này luôn. Đó, em thấy nó hết rồi không? Đấy, nó rơ quá trời rơ luôn anh em thấy không? Giờ mình làm là nó hết rồi đó. Bò anh em cứng luôn. Rồi. Giờ bắt đầu mình tiến hành mình gáp xong xíu mình cho anh em xem sự khác biệt của cái nồi mình đã làm nha. Rồi. Ok. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nha. Tiếng nó giọng ghê lắm nha. Mình làm mà nó hết giọng luôn. Xe nó bị kêu rên nhẹ rồi. Kêu cái công viên này. Đó. Em cái yêu cầu về liên hệ mình nha.